tại thành phố Đà Lạt. Với vai trò là địa phương dẫn đầu tỉnh Lâm Đồng trong đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, địa phương này đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp và xem đây là chìa khóa để giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường. Chính vì thế mà thời gian gần đây tại thành phố Đà Lạt, những mô hình nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật số như thế này xuất hiện ngày một nhiều. Những năm qua, thành phố Đà Lạt đã triển khai hàng loạt các mô hình nông nghiệp công nghệ cao với sự đa dạng về cây trồng. Trong đó, phải kể đến các mô hình trồng dâu tây công nghệ cao, trồng ớt ngọt trên giá thể, mô hình canh tác các loại nông sản ngắn ngày áp dụng quy trình nông nghiệp thông minh. Tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chi phí và tạo ra các loại nông sản chất lượng cao. Trong đó, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống tưới nước được vận hành bằng điện thoại thông minh, cảm biến tự động ngày càng phổ biến. Qua đó, giúp nông dân tiết kiệm nước tưới, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Thống kê trên địa bàn thành phố Đà Lạt có trên 6.200 hectare đất nông nghiệp áp dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước và công nghệ cảm biến tự động. Cùng với đó, nhiều mô hình công nghệ mới như canh tác thủy canh, trồng cây giá thể với hệ thống tưới hiện đại đã được nông dân phát triển mạnh. Diện tích hiện nay là khoảng 70 hectare. Các loại cây trồng ứng dụng công nghệ cảm biến điều khiển qua hệ thống công nghệ thông tin là 75 hectare. Công nghệ IoT, nông nghiệp thông minh 350 hectare. Ngoài việc giúp nhiều nông hộ và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt có thu nhập bình quân hàng tỷ đồng 1 hectare một năm, hướng đầu tư tiên tiến đó còn khuyến khích nhiều nông dân trong tỉnh học hỏi làm theo.